Cận thị thì có chữ là không? Cận thị ta phải chia ra làm mấy loại như thế này. Nếu như cận thị bẩm sinh thì khó, nhưng cận thị học đường thì chữa được. Một số bạn trẻ bây giờ là các bạn ấy tự làm cận thị mình đi. Đó là gì? Đó là các bạn ấy sử dụng máy điện thoại quá nhiều từ khi bạn ấy còn ngồi ghế nhà trường. Khi bạn đã bị cận thị rồi thì bạn lại còn bị kèm theo một cái chứng nữa, đó là gì? Đó là gù học đường. Thế khi càng gù thì lại càng bị cận thị. Vấn đề này nếu như là cận thị học đường thì không khó, vẫn có thể chữa được. Có cách nào mình chỉ dùng bàn tay của mình thôi mà khiến cho như vậy Điều không đầu anh? tiên ấy là hàng ngày ấy là sẽ bớt điện thoại máy vi tính đi. Đây là hai cái điều này là phải xếp lên hàng đầu. Điều thứ hai ấy, là bạn sẽ xoa hai cái bàn tay của bạn úp vào mắt này. Thay vì bạn dùng thời gian nhiều vào điện thoại, ví dụ hàng ngày bạn dùng thời gian vào điện thoại khoảng 4 tiếng ấy, thì bạn hãy bỏ đi 2 tiếng và bạn làm cái động tác úp, xoa nóng hai bàn tay úp vào mắt của mình, và tập bỏ dần kính, tập bỏ dần kính. Vì chỉ là cận thị học đường thôi, cho nên là đây là một phương pháp giải quyết dễ, không có gì khó cả.